rất vui được gặp lại các bạn trong khóa học ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, cô trò chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu bài học Tiếng nói của văn nghệ, tác giả Nguyễn Đình Thi. Ở video trước chúng mình đã chia được bố cục của tác phẩm thành 3 phần. Dựa vào bố cục này, chúng ta đến với tìm hiểu chi tiết ở phần đầu tiên, nội dung Tiếng nói của văn nghệ. Mở đầu văn bản Nguyễn Đình Thi viết Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những chất liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không ngưỡng ghi lại. Cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Theo các bạn, trong ba câu văn này, tác giả đã nhắc đến nội dung nào của văn nghệ? bằng ba câu văn tác giả phản ánh tác phẩm văn nghệ nói đến đời sống thông qua cái nhìn của người nghệ sĩ cũng phản ánh đời sống nhưng các bộ môn khoa học như dân tộc học xã hội học địa lý lịch sử đã khám phá miêu tả và đúc kết bộ mặt của thế giới tự nhiên hay xã hội với các quy luật khách quan của nó còn văn nghệ thì tập trung khám phá thể hiện chiều sâu tính cách số phận của con người, thế giới bên trong của con người. Tác phẩm nghệ thuật lấy chất liệu ở thực tại đời sống khách quan, nhưng không phải là sự sao chép đơn giản, chụp ảnh nguyên si thực tại ấy. Khi sáng tạo một tác phẩm, người nghệ sĩ sẽ gửi vào đó một cái nhìn, một lời nhắn nhủ của riêng mình. Nội dung của tác phẩm văn nghệ không chỉ là câu chuyện, con người như xảy ra ở ngoài đời mà quan trọng hơn còn là tư tưởng là tấm lòng của người nghệ sĩ gửi gắm vào trong đó. Để minh chứng cho nội dung phản ánh đời sống thông qua cái nhìn của người nghệ sĩ, Nguyễn Đình Thi đã lấy những dẫn chứng nào các bạn? Như vậy, nội dung của tác phẩm là tư tưởng là tấm lòng của người nghệ sĩ. Có người nói, văn học, nghệ thuật luôn ám ảnh chúng ta để hướng chúng ta tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là lời nhắn gửi thứ nhất của văn nghệ. Nên khi nêu lên luận điểm này, nhà văn đã phân tích ngắn gọn câu thơ của Nguyễn Du và nhân vật trong tiểu thuyết của Lép Tônstoi trong tiểu thuyết Anna Karenina. Như vậy, thông qua những dẫn chứng, chúng ta thấy rằng tác phẩm nghệ thuật đánh thức trong chúng ta những bâng khuâng suy nghĩ, khiến chúng ta vương vấn với những buồn vui về cuộc sống, về con người. Như thế, văn học nghệ thuật luôn ám ảnh chúng ta để hướng tới chúng ta tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là lời nhắn gửi thứ nhất của văn nghệ. Đọc tiếp đoạn văn, từ lời gửi của văn nghệ cho tới một cách sống của tâm hồn. Theo các bạn, nội dung của văn nghệ được nhắc đến trong đoạn văn này là gì? trong đoạn văn chúng ta thấy lời nhắn gửi thứ hai nội dung thứ hai của văn nghệ tác phẩm nghệ thuật gợi cho ta những bài học luân lý hay một triết lý về đời người những lời khuyên xử thế minh họa cho luận điểm này nguyễn đình thi đã dẫn hai câu kiều đáng nhớ thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài Nhà văn đã bổ sung bằng những lý lẽ và dẫn chứng về tác phẩm của Nguyễn Du và của Tolstoy. Thông qua phân tích những dẫn chứng, Nguyễn Đình Thi chỉ ra rằng, tác phẩm văn nghệ không phải là những lời lý thuyết khô khan mà là tiếng nói sinh động cất lên từ thế giới tinh thần của người nghệ sĩ. Nó chứa đựng cảm xúc, tình cảm, suy tư của những tác giả và mang đến cho người đọc những rung động, những ngỡ ngàng trước những điều tưởng chừng đã quen thuộc để rồi nhấn mạnh mỗi tác phẩm lớn dọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng. Những nghệ sĩ lớn đem giới được cho thời đại họ một cách sống của tâm hồn. Lời gửi của văn nghệ như thế kỳ diệu biết bao. Đọc tiếp đoạn văn từ chúng ta nhận rõ cho đến nhất là trí thức. Theo các bạn, đoạn văn này nhắc đến đối tượng nào trong quá trình sáng tác văn học nghệ thuật? Đoạn văn này nhắc đến một đối tượng rất quan trọng để tạo nên giá trị của tác phẩm và nó nhắc đến nội dung thứ ba của văn nghệ, đó chính là người tiếp nhận. Nội dung tiếng nói của văn nghệ còn là những dung cảm, nhận thức của từng người tiếp nhận. Mỗi người tiếp nhận sẽ là một thế giới tinh thần, một cá thể tinh thần, mang đến cho tác phẩm những ý nghĩa khác nhau cho nên, nội dung tiếng nói của văn nghệ sẽ được mở rộng, phát huy vô tận qua từng thế hệ người đọc, người xem. Tương tự với cách lập luận ở trên. Nhà văn đã lấy những dẫn chứng rất cụ thể về những người tiếp nhận văn nghệ. Những đối tượng đó, sau khi tiếp xúc được với tác phẩm văn nghệ sẽ sống vui vẻ, lạc quan, tin yêu và hy vọng. Tương tự cách lập luận ở trên, nhà văn kể về những câu chuyện cụ thể, cảm động về các chiến sĩ cách mạng tiền bối bị cầm tù, cận kề cái chết vẫn kể Kiều, đọc cho nhau nghe chuyện Kiều. Những người nông dân quanh năm vất vả vẫn ham thích hát dân ca, xem tuồng, trèo. Từ những dẫn chứng cụ thể, người viết sơ kết bằng hai hình ảnh, câu văn thật đặc sắc. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Như vậy, nội dung tiếng nói của văn nghệ thông qua người tiếp nhận đã được mở rộng, được phát huy vô tận. Tóm lại, nội dung chủ yếu của văn nghệ là hiện thực mang tính cụ thể, sinh động là đời sống tình cảm của con người qua cái nhìn cá nhân của người nghệ sĩ. Với phần thứ nhất, Nguyễn Đình Thi đã giúp chúng ta hiểu rõ sức mạnh, khả năng kỳ diệu của văn học nghệ thuật đối với cuộc sống của con người. Các nhà lý luận gọi đó là chức năng tác dụng của văn nghệ. Nguyễn Đình Thi không dùng những từ ngữ mang tính khái quát ấy mà nói giản dị bằng những từ ngữ gợi cảm, dễ hiểu. Một lời nhắn nhủ, lời gửi của văn nghệ. Kết hợp với những động từ mạnh, chúng ta nghe thấy tác phẩm dọi một ánh sáng, câu kiều. Tiếng hát buộc chặt lấy cuộc đời, truyền lại, gieo vào. Cùng với sử dụng từ ngữ chính xác, dễ hiểu, gợi cảm Tác giả cũng lựa chọn ngôn từ chính xác để kết hợp với cách lập luận quy nạp, khiến cho những luận điểm vốn là những khái niệm khó trở nên dễ hiểu, đầy sức thuyết phục. Và chúng ta thấy được ba nội dung của tiếng nói văn nghệ. Với những nội dung tiếng nói của văn nghệ này, chúng ta kết thúc video đầu tiên để phân tích tác phẩm tiếng nói của văn nghệ. Cô chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở phần tìm hiểu tiếp theo trong văn bản này